Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 17 tháng 3. Hơn 90% người Việt mắc các bệnh về răng miệng. Thông tin này được ông Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cho hay. Với hơn 90% người dân bị mắc các bệnh về răng miệng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Theo ông Bính, Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới thực sự là ngày hội của các đồng nghiệp ngành răng hàm mặt trong cả nước để thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi thành viên trong cộng đồng, nhằm quan tâm chăm sóc răng miệng cho trẻ em, cho bản thân, cho người thân và cho cộng đồng với khẩu hiệu 2222, chải răng 2 lần ngày. Thời gian chải răng ít nhất 2 phút lần, hạn chế ăn 2 giờ sau chải răng, khám răng định kỳ 2 lần năm để có hàm răng chắc khỏe. Nhà công vụ tiêu chuẩn thế nào? Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Theo đó, các vị trí thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 đến 500 m2, định mức nội thất tối đa 350 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 đến dưới 450 m2, tối đa trang bị nội thất 300 triệu đồng. Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, trưởng các ban đảng ở Trung ương, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, bộ trưởng, trưởng đoàn thể Trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình, liền kề diện tích đất từ 200 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 đến 160 m2, tối đa trang bị nội thất 250 triệu đồng. Tại địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết, Bí thư Tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở là liền kề, diện tích đất từ 200 đến 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 đến 160 m2, định mức nội thất tối đa 250 triệu đồng. Dự thảo này có nhiều điểm tương đương mức đang áp dụng hiện hành, nhưng có mở rộng người được sử dụng nhà công vụ theo luật nhà ở 2023. Bộ Y tế sẽ xây dựng giá mới của 10.000 dịch vụ y tế tính đúng tính đủ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc Bệnh viện khu vực phía Bắc ngày 16 tháng 3, bà Đoàn Thị Kim Dung, Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính chia sẻ cách tính giá viện phí tính đúng tính đủ theo luật khám chữa bệnh mới có hiệu lực thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, cách tính viện phí mới sẽ áp dụng theo quy định trong luật khám chữa bệnh và luật giá hiện hành. 4 nhóm chi phí sử dụng để tính giá bao gồm chi phí nhân công, tiền lương, tiền công phù hợp loại hình cung cấp dịch vụ, chi phí trực tiếp sử dụng cho khám chữa bệnh, máu, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, chi phí khấu hao thiết bị và chi phí quản lý. Trong số này, bà Dung cho biết chi phí quản lý là yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế, vừa được đưa thêm vào viện phí, theo hướng tiến đến tính đúng tính đủ giá dịch vụ. Trong chi phí quản lý có cả phần chi cho công nghệ thông tin trước đây chưa được tính. Tuy nhiên, việc điều chỉnh viện phí cũng sẽ cân đối với khả năng chi trả của người dân, hài hòa lợi ích người cung cấp và sử dụng dịch vụ, yếu tố thời điểm cũng như lộ trình của chính phủ. Được biết, hiện Bộ Y tế đang xây dựng danh mục giá mới của 10.000 dịch vụ y tế, theo hướng tính đúng tính đủ kể trên. Để xây dựng được giá này thì trong tháng 3, Bộ sẽ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ tính giá. Đây là lần đầu tiên chi phí quản lý được đưa vào viện phí và dự kiến viện phí sẽ điều chỉnh theo hướng tăng so với hiện hành. Tổng thống Pháp Macron cho biết phương Tây có thể mở chiến dịch trên bộ ở Ukraine vào một lúc nào đó. Ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn được công bố tối 16 tháng 3, vài ngày sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan. Tháng trước, ông Macron từ chối loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Động thái này gây ra phản ứng từ Berlin và các nước châu Âu khác. Có thể đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải tiến hành các chiến dịch trên bộ để chống lại lực lượng Nga, ông Macron nói với tờ Le Parisien, đồng thời khẳng định ông không muốn và sẽ không chủ động. Những bất đồng về khả năng mở chiến dịch trên bộ và chuyển giao tên lửa tầm xa cho Kiev đang làm suy yếu hợp tác giữa các đồng minh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phản ứng giận dữ trước việc ông Macron trước đó từ chối loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine. Ông Macron đã gặp lãnh đạo Đức và Ba Lan tại Berlin vào ngày 15 tháng 3 để thể hiện tình đoàn kết. Sau cuộc gặp, ông Macron cho biết ba quốc gia đều đoàn kết với mục tiêu không bao giờ để Nga chiến thắng và hỗ trợ người dân Ukraine cho đến cùng.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.